Hôm nay là mùng 10 tháng 3. Tôi là Marina Sakaki, năm nay 24 tuổi. Sống cùng chồng mới cưới của tôi là Saito Nakaki. Hiện giờ chúng tôi mới cưới nhau về được một tháng. Tôi và chồng tôi sống với nhau trong ngôi nhà ven rừng. Chúng tôi quen nhau cũng đã lâu nên mới quyết định kết hôn với nhau, sẽ yêu nhau và bên nhau đến kiếp sau. Rồi 3 năm trôi qua, tôi không thể sinh con cho anh ấy vì cơ thể tôi rất yếu ớt và dễ bệnh. Một hôm, Saito đang ngồi trước gương, Marina từ phía sau ôm lấy anh thì thầm: "Anh à, em xin lỗi vì không thể sinh con cho anh được. Vì em quá yếu còn hay bị bệnh nữa, như vậy anh có còn bên cạnh và yêu em được nữa không? Hay chúng ta nhận con nuôi đi anh?" Saito im lặng, anh không nói gì cả. "Anh làm sao thế? Anh giận em à?" Saito: "Thôi anh có việc, anh phải đi đây." Marina khóc và tự trách: "Tất cả là lỗi của mình. Tại mình không thể sinh con cho anh ấy, chắc anh ấy giận mình rồi. Tôi thật sự thấy rất đau vì không thể làm gì giúp người tôi yêu được hạnh phúc ở kiếp này. Ước gì ông trời có thể cho tôi một đứa con, nhưng tiếc là ông ấy không thể giúp. Chồng của tôi đã bỏ tôi ở nhà một mình khoảng một năm. Tôi tưởng anh ấy buồn vì tôi đã quá tệ, anh ấy muốn đi đâu đó một thời gian rồi quay về. Một năm sau, khi anh chồng trở về, vừa thấy anh mở cửa, Marina đã vui mừng chạy đến ôm anh. "Anh yêu à, anh về rồi. Sao anh bỏ em đi trong suốt một năm qua chứ?" Saito hất tay cô vợ ra và nói: "Nè, vì cô không thể làm tôi hạnh phúc, cô có cái quyền gì ôm tôi hả?" Marina: "Anh làm sao vậy? Tụi mình hứa sẽ ở bên cạnh nhau, cho dù anh và em như thế nào, mà tại sao anh lại nói em như thế?" Saito: "Cô gái à, tôi không còn yêu cô và tin tưởng cô nữa rồi. Tôi cứ tin tưởng vào cái tình yêu giả mạo đó thì tôi làm sao có thể được hạnh phúc. Vợ yêu, con trai cưng của ba vô đây giới thiệu đi nè." Phút chốc, một cô gái khí chất trang nhã ẵm một bé trai bước vào. "Chào cô, tôi là Sakura Kyo, đây là con trai của tôi Saito Nakaki, nghe nói cô là vợ cũ của chồng tôi, phải không? Rất vui được gặp cô." Marina tỏ ra kinh hoàng. "Cô ta là vợ mới của anh, và đây là con trai của cô ta, không thể nào. Anh định bỏ tôi mà đi theo cô ta sao? Anh lừa dối tôi sao? Anh hứa với tôi sẽ bên cạnh tôi mà tại sao anh có thể? Vì muốn có một đứa con mà anh lỡ lòng nào ruồng bỏ tôi sao?" Nói xong nước mắt cô chảy ròng. "Saito, tôi xin lỗi cô gái ngốc à, tôi đã quá sai lầm khi đi yêu cô. Người mà không thể sinh con cho tôi, ước gì tôi có thể gặp được Sakura sớm hơn thì lúc đó tôi cũng đã hạnh phúc rồi. Marina, làm ơn ra khỏi nhà của tôi ngay kẻ lười gạt kia." Hai tay cô ấy điên cuồng đẩy hai người kia đi. "Chúng ta đi thôi vợ yêu." Rồi anh ta hất tay cô ra, sau đó ông Sakura bỏ đi. Marina ngồi thụt xuống khóc nức nở. "Tại sao? Anh ấy vì muốn có con mà bỏ mình. Tại vì mình không sinh được con cho anh ấy sao? Vì mình quá tệ sao? Nhưng những gì anh ấy hứa với mình cảm giác như những lời nói ấy chỉ là những lời dối trá. Kể từ khi Saito bỏ Marina mà đi, cô ấy vì quá đau buồn và kiệt sức nên đã quyết định treo cổ tự tử. Trước tấm gương cùng bao nhiêu hồi ức của cô và chồng. Vào ngày thứ 6 hôm sau đó, một ngày mưa rất lớn, giống như nước mắt của Marina trước khi chết vậy. Rồi ngày qua ngày, căn nhà của cô và chồng đã trở thành một căn nhà bị đồn là có quỷ, và không ai dám lại gần căn nhà này. Vì nỗi oán hận đó, cô gái Marina đã trở thành oan hồn trở về nhập vào tấm gương và đợi ngày chồng cô quay lại. Và chính cô sẽ sát hại anh ta. Từ đó, lời đồn đã trở thành một câu chuyện ngôi nhà có con quỷ ở trong tấm gương. Và câu chuyện bắt đầu từ đấy. Một năm trôi qua, căn nhà của Marina kể từ đó chưa có ai đến thăm hay chuyển đến sống vì họ tin rằng căn nhà đã bị quỷ ám. Rồi một ngày kia, có một gia đình chuyển đến đây sinh sống. Tuy mọi người đã nói với họ căn nhà đó của một cô gái đã chết, và nếu họ vẫn ở trong đó sẽ rất là nguy hiểm, nhưng họ không tin là có quỷ. Và họ quyết định chuyển đến sống ở đây mà không biết rằng quyết định này sẽ gây nguy hiểm cho gia đình mình. Họ sẽ trải qua những chuyện mà họ không hề lường trước được. Đoạn Akami
mở cửa bước vào căn nhà này. Nếu dọn dẹp lại, thì nó cũng sẽ sạch sẽ trở lại thôi đúng không anh yêu? Dayaki chồng cô ấy. Từng em, căn nhà này cũng đã lâu rồi nhỉ? Một năm qua không ai đến ở và chăm sóc, chắc nó cảm thấy lạnh lẽo lắm. Vâng, chắc nó đã cô đơn khá lâu rồi, nên chắc buồn lắm. Bỗng dưng, cô con gái của hai vợ chồng họ trông thấy một cái bóng của một ai đó đứng trước gương. Bố, mẹ, ai đang đứng kia kìa? Đâu con gái, mẹ không thấy gì cả. Con không khỏe trong người à? Trông con như đang cảm thấy sợ hãi. Con tin là có ma quỷ sao? Dạ, rõ ràng con thấy có ai đó đứng trước gương mà bố. Chắc do con tưởng tượng thôi con gái. Chẳng mấy chốc, họ đã chuyển tới căn nhà của Marina được một tuần. Và họ đã cùng nhau sửa sang lại nhà cửa. Rồi đến một ngày nọ, Dayaki phải đi công tác ở một thành phố khác. Anh phải sống xa gia đình khoảng một tháng. Em yêu à, anh phải đi công tác tại thành phố Osaka. Em ở nhà coi nhà, trông coi con cái cho cẩn thận nhé. Có việc gì thì cứ gọi cho anh. Vâng, anh đi đường cẩn thận. Nhớ chăm sóc cho bản thân. Đừng để công việc ảnh hưởng tới sức khỏe anh nhé. Dayaki hôn trán con gái trước khi đi. Con của bố ở nhà phải thật ngoan nhé. Vâng ạ, chào bố ạ. Chào con gái, chào vợ yêu. Trong lúc đó, một cái bóng của một người phụ nữ trong tấm gương cũng đang lén lút nhìn họ và cười. Bố con đi rồi, con vô nhà thôi nào con, Aki. Vâng ạ. Bỗng dưng con bé thấy sợ hãi và nhìn vô tấm gương ở trước nhà, và hình như cô bé thấy ai đó trong tấm gương. Thì bỗng dưng mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng lớn và nặng hạt kèm theo gió lốc và sấm sét. Mẹ ơi! Có người đang đứng trong gương kìa mẹ! Cô bé sợ hãi vừa gọi thật to vừa chạy đi tìm mẹ. Chuyện gì thế con gái? Con có sao không? Bỗng dưng, tấm gương lại tự nứt ra. Rồi lại bỗng dưng, một luồng khí trong tấm gương thoát ra và nhập vào người Aki. Lúc này, bỗng Aki nói một cách lạ thường. Hãy trả lại căn nhà cho tôi. Vừa nghe vậy Akami hốt hoảng, mà sợ hãi gọi tên con gái, thân thể bắt đầu run rẩy, chân vô thức lùi về phía sau. Aki lại nói tiếp với một giọng khác lạ. Tôi nhắc lại, trả nó lại cho tôi. Cô là ai? Cô đang làm gì trong thân thể của con tôi thế? Cô ấy run rẩy và gắng gượng. Cô trả lại nó cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ làm hại đến con gái của cô và khiến gia đình của cô gặp nhiều tai nạn không ngờ được đâu. Tôi cầu xin cô đừng làm hại đến con gái Aki của tôi. Cô muốn tôi làm gì, lấy gì, tất cả tôi đều đồng ý, kể cả mạng sống của tôi, nhưng chỉ mong cô tha cho con bé. Giọng cô ấy nói run rẩy, hòa cùng những giọt nước mắt của một người mẹ, không biết từ lúc nào đã đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp. Sau đó, tay run rẩy chạy lại quỳ xuống trước Aki cầu xin. Lúc này, Aki cầm dao đưa trước cổ cô ấy. Phải không? Cô nói có thể cho tôi tất cả. Cô có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn ư? Sau đó Aki cười một cách điên dại. Bỗng, máu chảy từ cổ Aki rất nhiều. Akami hét lên. Không, Aki của tôi, con tôi. Tiếng khóc càng thảm thiết và thê lương hơn. Tại sao cô lại làm hại con bé? Nhưng Aki không sao. Cô bé từ từ ngồi dậy và nở một nụ cười bí hiểm. Luồng khí màu đen từ người Aki thoát ra và biến mất trong nháy mắt. Sau đó Aki gọi mẹ, hàng mi từ từ rũ xuống rồi ngất đi. Akami chạy ngay đến con gái. Con không sao chứ? Để mẹ gọi điện cho bác sĩ. Đoạn, Akami lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ. Trên bầu trời lúc này cũng đã dần tạnh mưa. Đến khi bác sĩ đến khám cho Aki thì bầu trời cũng đã trong xanh trở lại. Lúc này, bác sĩ sau khi sơ cứu và chữa cho Aki xong thì để đồ dùng trở lại vào túi xách. Ôn tồn nói, con của cô đã không sao rồi, nhưng sau này cô nên cẩn thận đừng để con bé bị như vậy nữa. Vì nếu vết thương sâu thêm xíu nữa thôi con bé đã mất mạng. Akami cúi đầu. Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Akami đưa tiền cho bác sĩ và tiễn ông ra cửa, sau đó quay lại chỗ Aki. Tai nạn thứ nhất đã bắt đầu và khiến cho một đứa bé xém mất mạng. Nhưng điều quan trọng nhất là tại sao Marina lại làm hại đến những người vô tội?
mặc dù họ không lầm lỗi làm gì đến cô. Hay vì vì cô đã quá hận người chồng trước đây của mình nên cô đã phải làm thế. Đoạn: con không sao chứ, mẹ xin lỗi vì đã không tin con. Thật sự lúc đó có một con quỷ nhập vô người của con. Mẹ xin lỗi. Mẹ, con không sao đâu, con chỉ mong bà ta không làm hại đến mẹ. Akami khóc ôm con gái và nói: may mà tính mạng của con không gặp nguy hiểm. Không biết bà ta còn làm gì con nữa không, mẹ sợ là... Con không sao đâu. Mẹ đừng buồn nữa ạ, bà ta sẽ không làm hại mẹ con mình nữa đâu ạ. Mong là thế. Bầu trời lúc bấy giờ vẫn còn mưa. Tiếng đồng hồ bắt đầu đếm ngược thời gian, trôi qua từng ngày, từng giờ, từng phút. Bỗng, tháng cái một tuần đã trôi qua, và hôm nay là ngày thứ sáu. Mây đen lại kéo đến, mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng lớn và nặng hạt hơn, kèm theo gió lốc và sấm sét cũng giống như lần trước, nhưng lần này lại đến nữa rồi con gái à. Cô ôm Aki. Luồng khí lần này không xuất hiện giống như trước nữa. Lần này bỗng có một người phụ nữ bước ra từ tấm gương trước nhà, trên người tỏa ra một thứ khí lạnh lẽo, âm u, mặc một đồ đầm trắng xóa dài đến tận chân, mái tóc đen dài buông xõa rối loạn. Cô ta tiến đến chỗ hai mẹ con Akami đang rất sợ và cười một cách khủng khiếp, âm lãnh. Sau đó Marina nói: con bé không sao. Xem con bé không sao kìa, lần này tôi phải cho hai người biết thế nào là đau khổ. Hình như đã đến lúc trò chơi tử thần của hai người bắt đầu rồi ấy nhỉ. Vì hôm nay là ngày thứ sáu của tuần thứ hai, hai người đã gặp tôi mà. Nói xong, cô ta liếc hai con ngươi chạy một vòng trong hai hố mắt. Đoạn: cô thật sự muốn gì? Marina đưa ngón trỏ đặt lên trước miệng ra hiệu im lặng. Suýt, kẻ chứ. Bỗng, bầu trời dần dần chuyển sang màu đỏ như huyết. Trên trời lại xuất hiện một dấu hiệu kỳ lạ giống như một trận pháp. Mà trận pháp ấy lại tạo cho người ta cảm giác rùng rợn, kéo theo là những giọt mưa dần dần chuyển thành những giọt máu. Những giọt máu ấy rơi xuống đất tạo thành những mùi tanh đến khó chịu. Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ bắt đầu đếm ngược thời gian và trò chơi tử thần chính thức bắt đầu. Akami sợ hãi hỏi Aki: tiếng động gì vậy, con gái, con không sao chứ? Tay chân cô run rẩy. Con không sao ạ, mẹ không sao chứ? Lúc này, Marina phát điên hét lớn: hai người tình cảm vậy đủ rồi, bắt đầu trò chơi được rồi đấy. Một giọng cười ma quỷ cất lên và trò chơi tử thần bắt đầu. Một tiếng động lạ bỗng vang lên, những cánh cửa trong căn nhà dần khép lại và Akami quay sang hỏi: cô định làm gì? Tại sao cô lại hại gia đình của tôi? Im đã nào, chắc là con quái vật nhỏ của tôi đã sẵn sàng. Bỗng dưng, Aki hốt hoảng gọi tên mẹ thật lớn và một không gian bí ẩn hiện ra phía sau cô bé. Rồi những cánh tay dính đầy máu từ không gian ấy xuất hiện lôi cô bé vào. Mẹ ơi! Chỉ vừa kêu vậy thôi thì cô bé biến mất. Akami hoảng hốt chạy lại kêu tên con gái. Aki, không! Tiếp theo là cô suy sụp ngồi bịch xuống đất. Marina cười mãn nguyện. Trò chơi bắt đầu rồi. Nếu cô muốn cứu con bé thì phải vượt qua thử thách của tôi. Nếu cô thật sự yêu thương con bé đến thế, thì hãy bắt đầu trò chơi một cách nghiêm túc đi nào. Sợ thì không chơi cũng được, nhưng con bé sẽ biến mất mãi mãi, sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa. Dù bất cứ giá nào, nhất định tôi sẽ cứu được con mình, cho dù có hy sinh mạng sống của tôi đi nữa. Đúng là bà mẹ tốt, nào, hãy lắng nghe kỹ nhé. Bỗng lúc đó, chiếc lồng từ đâu xuất hiện, bên trong nó có một thứ gì đó rất khủng khiếp. Nó rất to, mắt màu đỏ như máu, người đầy lông, hàm răng dính máu nhe ra dữ tợn, nước dãi kèm theo máu nhiễu xuống đất trông rất kinh khủng, và ánh mắt nó nhìn Akami như nhìn một con mồi thơm ngon. Đây là Kyo, tôi coi nó giống con trai của tôi, và tôi đưa nó đến đây để thực hiện thử thách thứ nhất. Điều kiện là cô phải giết được nó mới qua được vòng thứ nhất này. Nói đoạn mụ ta lại cười nham hiểm. Tôi giết con quái vật này sao? Cô sợ hãi lui về phía sau chừng dăm ba bước chân. Marina nói tiếp. Nếu cô không làm vậy thì tôi e rằng con bé sẽ gặp nguy hiểm. Được, tôi sẽ vượt qua vòng này để cứu con bé. Marina vươn tay trái mở chiếc lồng, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve con quái vật nói bằng giọng trìu mến. Sau đó,
con quái vật tiến gần lại Akami. Lại gần, từng chút một. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Ép Akami vào gần sát bức tường. Cô rất sợ hãi, nhưng cố gắng tìm cách để có thể cứu được bản thân mình. Tay cô run rẩy, con quái vật lúc này gầm gừ. Đoạn, nó há hàm răng sắc bén ra, rồi nhảy vào vồ lấy cô như vồ một con mồi. Bỗng, một tiếng xẹt ngang vang lên cùng tiếng hét chói tai của Akami. Lúc này, hòa lẫn dưới chân cô là một vũng máu lớn. Akami đau đớn khuỵu chân xuống đất, tay phải ôm lấy tay trái của mình rên la. Tay tôi. Hóa ra con quái vật tên gọi Kyo đó đã cắn đứt cánh tay trái của cô ấy, ăn mất. Và nó tiếp tục ý định ăn luôn cô. Akami gán nhịn nén đau đớn bình tĩnh suy nghĩ. Máu lúc này ra nhiều quá, chỉ sợ rằng mình chưa cứu được Aki đã không thể chịu nổi được nữa. Cô chịu thua chưa hả? Mụ ấy cười lớn, nói tiếp. Mà cô cứ như vậy thì không thể cứu con bé được đâu. Không, tôi phải cứu con tôi, nhất định tôi phải cứu được Aki bằng mọi cách. Dù rất đau đớn, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và tay phải chống tường đứng dậy. Con quái vật Kyo dường như đã ăn xong cánh tay Akami và giờ nó đang chuẩn bị ăn đến chân trái của cô và... Bỗng, bức tranh chuyển động, một thứ ánh sáng kỳ lạ lại xuất hiện. Từ trong bức tranh, một thứ ánh sáng chói mắt xuất hiện bao trùm lấy cả căn nhà, nhưng kỳ lạ thay. Thứ ánh sáng ấy lại khiến cho Marina và Kyo thấy choáng váng khi bị chiếu vào người. Riêng Akami thì nhân cơ hội đó, cô lấy con dao nhỏ mà mình đã cất trong người ra chạy đến đâm thẳng vào Kyo. À, sẽ khiến người phải đau đớn vì ngươi dám làm hại đến ta. Quái vật Kyo lúc này gầm rú lên đau đớn và ngã ngục xuống đất rồi chết. Máu của Kyo bỗng hóa thành một lọ thuốc. Akami nhìn thấy cầm lên và uống nó. Và sau khi uống, bỗng cánh tay của cô dần dần khôi phục trở lại. Cô vui mừng khi cánh tay trái của mình đã hồi phục, nhưng Marina cô ta hét lớn. Không, con trai Kyo, của tôi. Rồi khóc nước mắt dàn dụa trên môi. Một nụ cười thê lương hiện lên trên gương mặt, khiến người khác cảm thấy đau lòng cùng với sự tức giận. Ngươi, ngươi dám giết Kyo con trai của ta, hãy chờ đó. Lúc ấy, bỗng một người từ đâu xuất hiện và người đó chùm một chiếc áo choàng đen. Người ấy liền sử dụng một sức mạnh vô hình. Thứ sức mạnh ấy tỏa ra làm cho Akami bị thương. Máu từ cổ cô ấy chảy ra, khiến Akami đau đớn cố chịu ôm cổ khuỵu xuống đất. Đáng đời ngươi chưa? Ngươi đã làm hại Kyo con trai của ta. Sau đó mụ lại gần cầm dao để sát cổ Akami, nói tiếp. Cô muốn đau đớn nữa không, hay muốn tiếp tục chơi? Được, tôi sẽ tiếp tục để cứu con gái tôi. Lúc này mới suy nghĩ người đó là ai, sao lại giúp mình. Akami lúc này đã lên tinh thần, cô nói. Bắt đầu được chưa? Marina liền hướng một tiếng đáp lại, rồi mụ nói tiếp. Được, được rồi. Bắt đầu. Cô đã hoàn thành xong vòng 1 và đây sẽ là vòng thứ 2. Lúc này, một cánh cửa mở ra, một người khác nữa bước ra từ cánh cửa, cầm theo một con gấu bông. Và cô bé ấy mặc chiếc đầm màu trắng dính đầy máu tươi, rồi bước ra cùng với một luồng ám khí đen tối âm u, bao trùm khắp căn phòng. Lúc này, Marina, đúng, đây sẽ là thử thách thứ 2 của cô. Cô bé sẽ ra một số thử thách để cô có thể mở ra cánh cổng tiếp theo để có thể cứu con gái mình. Akami suy nghĩ. Cô bé này là sao sao ấy. Marina, mụ vẫy tay cô bé bước đến với khuôn mặt đầy sợ hãi. Nhưng cô bé không tỏ ra sợ Marina mà sợ một thứ khác. Akami hỏi. Con tên gì? Cô bé trả lời. Kita. Với giọng đầy sự lạnh lùng. Chiếc đồng hồ vẫn cứ tích tắc, vang lên hồi chuông thứ hai, nghĩ là đã bắt đầu vòng thử thách thứ hai dành cho Akami. Trong khi đó, con gái cô, Aki, đang bị nhốt trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Cô bé mở mắt ra. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Tỏ ra rất hoang mang. Kêu lên. Mẹ, mẹ ơi. Tiếng gọi đó làm căn phòng rung chuyển, bỗng. Cô bé thấy những thứ lấp lánh, chiếu sáng khắp cả căn phòng nhỏ. Đây là những thứ đồ kỷ niệm của Marina và chồng cũ của mình. Những thứ đó thật đẹp, nhưng nó là của ai? Tại sao lại ở trong một căn phòng tối tăm như thế này? Trở về với Akami,
cô đang chuẩn bị sẵn sàng cho câu đố đầu tiên của cô bé Kita đưa ra. Lúc này, Marina, bây giờ sẽ bắt đầu trò chơi tiếp theo thôi nào. Đó là trò giải đố. Trên tay mụ hiện cầm sợi xích vàng ống và cười với giọng nham hiểm. Akami sợ hãi nhìn sợi xích ấy. À, chiếc xích này để xích tay, xích chân cô và cả người nữa. Mỗi khi cô giải sai một câu đố nào mà Kita đưa ra. Kita, giọng trẻ con nhưng lại rất lạnh lùng nói. Cô hãy lắng nghe cho kỹ. Có một thứ còn quý giá hơn vàng, bạc, ngọc ngà, và nó luôn luôn tồn tại trên đời. Nó là thứ gì? Akami liền suy nghĩ. Thứ gì quý giá hơn vàng, bạc, ngọc ngà mà nó luôn tồn tại trên đời này nhỉ? Marina, cô nghĩ ra chưa? Hãy nhớ, mỗi lần cô trả lời sai cô sẽ bị chói một chân hoặc tay, sau đó cô sẽ bị thương đấy nhé. Cô chỉ trả lời được 3 lần. Lúc này, Akami vẫn suy nghĩ sao đây ta. Cô nhìn mọi thứ xung quanh. Chiếc đồng hồ lại kêu. Đã nửa tiếng trôi qua, Akami chưa nghĩ ra câu trả lời. Sao nào, lẹ đi chứ. Akami ngập ngừng. Đó là tình yêu. Tình yêu, sao? Nó thật sự rất tẩm, thứ đó không nên có thì hơn. Rồi mụ cúi mặt xuống đất, cười một cách điên dại. Sau lúc đó mụ lại rồi ngửa mặt lên, hỏi Akami. Mà cô chắc chắn điều đó chứ? Akami quả quyết. Chắc chắn. Cô phát hiện khi mình nhắc đến chữ tình yêu sao cô ta lại trông có vẻ lạ lạ thế kia. Marina cười lạnh một tiếng rồi lấy sợi xích vàng lên. Cô đã trả lời sai. Một lần bây giờ cô sẽ bị xích một chân nhé. Sau đó mụ đi lại gần chân trái của Akami rồi xích chân cô ta lại. Nào, đây là lần thứ 2 nhé. Suy nghĩ cho thật kỹ mà trả lời đi cô gái à. Rồi tay đưa lên cằm của Akami. Mời cô tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi. Cũng với giọng nói lạnh lùng. Akami tỏ ra lo lắng. Làm sao đây, câu hỏi này thật sự liên quan đến gì cơ chứ? Bỗng dưng, Akami nhìn ra cửa sổ trời mưa to gió lớn. Rồi tự nhiên một chú mèo có bộ lông đen đứng trước ngôi nhà, rồi lăn đùng ra. Máu đỏ thẫm chảy đầy đường, dần dần lan rộng ra, biến thành màu đen. Akami nhìn hồi lâu, cô mới hiểu ra rằng con mèo đó đã mất đi sinh mạng của mình rồi. Thật tội chú mèo. Bỗng lúc này, cô nảy ra câu trả lời. Cô không biết đúng hay sai, nhưng cô đã quyết định trả lời câu hỏi. Tôi đã có câu trả lời rồi. Giọng nói mạnh mẽ bỗng toát lên không khí hồi hộp. Vậy à, mời cô trả lời. Câu trả lời của tôi là sự sống. Lúc này cô bé Kita, câu trả lời của cô hoàn toàn đúng. Vẫn là một giọng nói lạnh lùng. Marina, cô làm tốt đó. Rồi cười với giọng không thỏa mãn. Rồi nói tiếp. Liệu cô có thể tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo không? Akami tự tin hơn. Được thôi. Rồi suy nghĩ. Cảm ơn ông trời đã giúp con qua được câu hỏi này. Phần này đến đây là hết. Hẹn gặp các bạn ở phần chuyện sau. Câu chuyện giả tưởng này chỉ là để giúp các bạn có những giây phút giải trí, thư giãn. Sau những giờ học tập, lao động, mệt mỏi, nếu thấy nội dung này ổn, hãy đăng ký kênh và like. Cảm ơn các bạn.